Welcome to Balboa Park. Oh, fun! Yeah, do you have a lot of stuff open? I don't know. We just want... we haven't been... Yeah. This is like a Christmas package. Xin chào cả nhà YouTube. Đây là nhật ký của Jenny. Mùa thu đã về từ vài tuần trước và thời tiết bắt đầu se lạnh. Vậy nên những ngày nắng ấm thật đẹp thế này luôn được tận dụng cho những giây phút ra ngoài thư thả, dạo vòng quanh phố xá. Balboa Park là một địa điểm lý tưởng để tản bộ cho người dân San Diego. Nên hôm nay mình sẽ ghi lại một chút kỷ niệm về nơi đây. Mời các bạn cùng đi với gia đình mình nhé! Angel come down from heaven yesterday. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me her story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. Then she spread her wings high over me. And she said she'd be coming back tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Những giai điệu êm dịu, thư giãn được trình bày bởi nhiều nghệ sĩ tài hoa tại công viên Balboa tạo nên ấn tượng không thể nào quên. Trước dịch Covid, công viên Balboa tấp nập khách du lịch, được vinh dự là biểu tượng trái tim văn hóa của thành phố San Diego, tiểu bang California. Balboa Park là địa điểm nhất định phải ghé qua nếu bạn đến đây du lịch. Công viên Balboa rộng 485.000 ha, có tổng cộng 17 nhà triển lãm, nhiều khu vườn trồng đầy cây xanh và bông hoa sặc sỡ theo từng mùa, nhà hàng, shop bán đồ lưu niệm, nhà hát và không thiếu các kiến trúc độc đáo mang đậm giá trị lịch sử. Được nằm trong danh sách những vùng đất được bảo tồn từ năm 1835, công viên Balboa là một trong những công viên lâu đời nhất trên toàn tiểu bang California rộng lớn. Mặc ú hả? Bất cứ mùa nào trong năm, công viên Balboa cũng phô bày những nét đẹp rất riêng. Nơi đây tràn ngập hoạt động từ thể dục thể thao, chạy bộ, yoga hay đơn giản là tản bộ ngắm hoa, vẽ tranh, đọc sách. Sáng nay, mình bắt gặp hình ảnh những gia đình hạnh phúc chụp ảnh chuẩn bị thiệp mừng Giáng sinh, những cặp tình nhân tay trong tay chụp hình đám cưới. Trong lòng mình bất chợt vui vì cuộc sống không dừng lại bởi dịch Covid. Và nếu đã đến Balboa, xin các bạn hãy dành thời gian ghé qua khu vườn Nhật Bản. Đây là khu vườn được xây để kỷ niệm tình bạn giữa thành phố chị em San Diego và Yokohama. Thế nên, thiết kế của khu vườn này là sự hòa nhập văn hóa và thổ nhưỡng của cả hai vùng đất. Giá vé vào cửa là 12 đồng cho người lớn và 10 đồng cho sinh viên, người cao tuổi và quân nhân. Trẻ em dưới 6 tuổi và nhỏ hơn được vào miễn phí. Trước khi đi, các bạn nhớ check thông tin giờ mở cửa trên website.
Rất nhiều những sự kiện quan trọng trong năm được tổ chức thường niên tại công viên Bào Hoa, một sân khấu cực lớn được xây dựng tại đây cho những đêm nhạc hoành tráng. Năm nào cũng vậy, là thông lệ khi đèn Noel được thắp sáng cả công viên và hàng ngàn người đổ về xếp hàng nhiều giờ liền để được vào cửa. Chưa năm nào mình chen chân vào nổi, vậy mà năm nay thông lệ đó sẽ không diễn ra. Balboa Park lớn lắm nha các bạn, mình đi không hết. Hôm nay là đi những chỗ chính thôi. Với lại là bây giờ thì nhiều cái museum cũng đã đóng cửa rồi. Bước ra khỏi khu vực chính của công viên Balboa, gia đình mình tiếp tục tản bộ dài xuống vườn hồng, một địa điểm cho những ai yêu thích hoa hồng, đủ chủng loại, màu sắc, nở quanh năm từ tháng 3 đến tháng 12. Ở đây trồng 1.600 gốc hồng với hơn 130 chủng loại và mỗi năm sẽ thêm vào một số loại hồng mới. Khu vườn này được chăm sóc bởi 45 tình nguyện viên. Được khai trương vào năm 1973, khu vườn hoa hồng này đã mở cửa miễn phí và là nơi các cặp đôi chọn chụp hình cưới, khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm hay đôi khi ghé qua với ly trà nóng trong khi trời se lạnh để có cảm giác thư giãn ở một thế giới bình yên. Hoa hồng tuy đẹp rạng người nhưng lại có nhiều gai. Có lẽ đây là lý do người ta dùng hình ảnh hoa hồng để so sánh cho người phụ nữ. Dịu dàng nhưng kiêu hãnh, mềm mại nhưng mãnh liệt. Không những đã cống hiến cho lịch sử mà còn cả hiện tại và tương lai.